cơn gió thu bay mù, anh muốn yêu em dài lâu. Nãy chúng ta đang nhắc lại một cái kỷ niệm trong cái cuộc đời sự nghiệp của anh Tài, đó là với ban nhạc Lướt Sóng. Thì không biết là cái biến cố mà anh gặp với lại ban nhạc Lướt Sóng lúc thời kỳ đầu như thế nào ạ? Thì do cái tên ban nhạc, thật ra ban nhạc anh đã bị ngừng diễn một thời gian. Rồi anh phải nhờ người này người nọ nên giải thích với lại tôi gọi là sở có thông tin là tụi anh không phải là có cái hướng vọng ngoài, mà tụi anh chỉ lấy đơn giản là những người lướt sóng, có nghĩa là mình lướt trên biển, surfer, là mình phải đó. Vui vẻ, yeah. Mình năng động, lướt sóng là surfer đúng không anh? À, đúng rồi. Đó thành ra là sau đó thì một thời gian sau thì là cho phép diễn lại, nhưng mà đó là năm nào vậy anh? Năm lúc đó là anh nghĩ là năm 1979, dạ, 79. Tụi anh là lập ban nhạc hồi năm 1977 gì đó. Dạ. Lúc đó tụi anh không dám lấy là ban nhạc trẻ đâu. Tụi anh lấy là ca khúc, nhóm ca khúc chính trị. À dạ. Và lúc đó là người ta còn hạn chế. Hạn chế cái vụ sử dụng cái nhạc trẻ. Dạ. Thì đó là tất cả mọi người nhóm ca khúc chính trị Lướt Sóng, tất cả những ban nhạc trẻ đều lấy tên là nhóm ca sĩ nhóm ca khúc chính trị đó. Dạ. Và thật ra là đánh nhạc trẻ. Dạ. Ừ. Những bài nào anh chơi trong lúc mà anh đang chơi với ban nhạc Lướt Sóng? Anh nhắc gì cái nhóm của anh thì anh có cái kỷ niệm thì muốn nói cho nhắc lại thôi. Tại vì đây là một cơ hội, như em nói là bây giờ anh là giống như là một ca sĩ trẻ mới, yeah, vậy. Thật ra là cái bắt đầu là ban nhạc, có hát, nhưng chưa hẳn là mình là ca sĩ. Bây giờ mình bắt đầu làm là từ đầu. Dạ. Yeah. Là tại vì do cái thế hệ trẻ sau này, khán giả trẻ sau này, người ta không có biết hết. Thành ra Tài muốn cảm ơn em là cho anh cái cơ hội để anh giải thích, để khán giả ta hiểu rõ về nguồn gốc của anh hơn. Dạ. Thật sự là cái lúc đó là ban nhạc anh á là thành lập 1977. Dạ. Thì những cái bài hát đầu tiên anh hát á, đa phần là nhạc của cách mạng. Dạ. Là nhạc về, tại vì anh hồi xưa làm trong sở văn hóa trong quận đoàn mà. Dạ. Quận Phú Nhuận. Dạ. Thành ra là phải hát những cái bài tiêu chuẩn của nhà nước. Dạ. Là phải hát những bài... Còn những bài ca khúc nhạc trẻ nào mà anh còn nhớ là anh đã từng hát trẻ? Bây giờ nó sẽ qua 30 năm thì những ca khúc không còn trẻ lắm đâu, nhưng mà em nghĩ vẫn còn, mọi người còn rất là nhớ những ca khúc thời kỳ đó. Thật sự là hồi xưa có một thời gian mà tất cả những ban nhạc người ta sử dụng những cái bài hát Liên Xô, những bài hát nhà Cộng hòa Dân chủ Đức. Dạ. Ví dụ anh có nhớ một câu nào mà hồi xưa anh đã từng hát? Anh nhớ hồi xưa là anh hát cái bài mà có một cái bài của Nga Xô hay là Đức của Đức. Mà anh nhớ có một câu mà anh hát mà thật sự là anh không có, lúc đó anh không có biết cái ý nghĩa là cái gì, nhưng mà anh chỉ nghe là anh hát lại thôi. Người ta thích bài đó mà. Dạ. Là cái bài ví dụ như là Ven đi đền mẫu
than come. Rồi đó, anh không biết cái đó là gì. Không anh hiểu luôn. Là tiếng của những người nước bên khối Đông Âu. Dạ, mà anh cũng không hiểu ý nghĩa. Bảy ngày đó giờ khác. Dạ. Anh cứ nhớ là anh nhớ chỉ có cái chữ ba chữ đó là đôi và kha. Đó. Là anh đoán đó là chữ đối và khác, chứ là thật ra không phải là đối và khác. Dạ. Mà đó là những cái sự giao lưu của các nước. Dạ. Sau chủ nghĩa. Dạ. Thì lúc đó tụi anh chưa được phép hát những bài hát như vậy thôi. Dạ. Sau này có những ban nhạc người ta hát những nhạc nước Mỹ, yeah. nhạc tiếng Anh, yeah. nhưng mà do là lúc đó là bị giới hạn, bị kiểm soát gì đó. Yeah. Thành ra khi mà giới thiệu thì vẫn thấy giới thiệu đây là một bài hát nhạc quốc tế, yeah. mà không biết là ở nước nào, không phải tiếng Việt thôi. Yeah. Thì á, lúc mà anh còn nhớ rất rõ là cái ngày mà anh đi lên câu lạc bộ lao động á, là bây giờ là cung văn hóa lao động, đúng rồi. Thì bữa đó là gọi tạm gọi là cái sự so tài, yeah. của 13 ban nhạc, ừ. gọi là 13 nhóm nhạc chính trị của thành phố thôi, yeah. thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh đại diện cho quận đoàn Phú Nhuận. Đúng rồi, thì anh đã được may mắn là được chọn trong những ở Phú Nhuận đưa lên. Thì bữa đó là kinh khủng. Sau bữa đó là lúc đó là anh nhà giải máy. Anh chia sẻ với em 13 ban nhạc. Ban nhạc anh đứng số 13. Tức là Chí Tài muốn chia sẻ với quý vị biết như thế này, ở cuộc đời không phải lúc nào mình sanh ra hoặc là mình bước vô nghề là mình lên tới đỉnh vinh quang cả. Ai cũng phải có những lúc như vậy. Thì đây là một bài học rút kinh nghiệm ta. Sau cái đêm nhạc đó là anh nói thiệt em là anh muốn bỏ nghề luôn. Dạ. Anh nói tới vậy là em hiểu rồi. Dạ. Nó nản tới như vậy. Đó là tuyệt vọng luôn. 13 ban mà mình được. Mà lý do là do sao anh? Lý do anh là cái rất đơn giản là tại vì nè, tại vì khi những cái ban nhạc trẻ đó, những cái ban quốc chính trị đó, người ta hát toàn nhạc nước ngoài. Dạ. Yeah. Tại vì ta giới thiệu là chương trình nhạc trẻ, mà tụi anh tới toàn là hát nhạc và chiến đấu. Ừ. Không phù hợp. Thành ra là nó không phù hợp với cái chủ đề của nó. Dạ. Yeah. Là một. Cái thứ nhì là anh chưa bao giờ, tại vì đó mình nghèo mà. Mình chưa bao giờ mình sử dụng những cái effect mà để dưới chân đó. Mình chỉ đánh đi đần điện bình thường. Dạ. Bây giờ lên nguyên một cái dàn thấy người ta để mà hết hồn. Là tự nhiên mình rung liền. Dạ. Hớp liền. Thành ra bây giờ ta rất là thông cảm những người ca sĩ hoặc những nhạc sĩ trẻ đó. Người ta gặp mình những người kinh nghiệm đi trước mình, người ta dạ. hay bị rung. Dạ. Hay bị rung. Dạ. Mình cũng vậy. Rung lắm. Dạ. Thứ nhất là mình được diễn giữa là hên lắm rồi đó. Nha. Còn những cái ban nhạc hay để làm sao? Mình lên đờn thì không biết sử dụng. Dạ. Yeah. Bấm lên làm thấy mất tinh thần rồi. Dạ. Yeah. Thấy không? Mà khi mà giới thiệu tới tên ban nhạc mình, ban nhạc nước sống của Phú Nhuận là nó im. Dạ im. Còn những cái ban khác sử dụng ban nhạc sao sáng vỗ răng hú lên. Em hiểu không? Dạ. Yeah. Em hiểu cái cảm giác của mình. Dạ. Yeah. Nói chung là cũng nhục chí. Càng bị khớp thì mình ra mình diễn càng khớp. Dạ. Diễn chứ muốn lẹ lẹ đi vô. Dạ. Đó là một cái bài học mà mình cần phải học để mình vượt qua cái đó. Mình phải bình tĩnh. Dạ. Thật ra bây giờ đối với anh bây giờ bài không nản. Đúng. Bài không nản. Dạ. Nhưng mà cái bữa đó có nản thiệt. Anh sau đó về là anh nói thôi dẹp luôn cho bài hát. Dạ. Anh nói bài nhạc á. Dạ. Nói chắc dẹp. Rồi có dẹp thiệt không anh? Dẹp đó không. Có em. Nhưng mà có lẽ là trời thương tổ đại. Thành ra là anh thi cái đó là buổi trưa. Thì buổi chiều về em nằm nghỉ. Thì tối ngày hôm đó anh có một cái buổi diễn ngay tại quận. Cũng lớn lắm. Yeah. Ngoài trời cũng đông lắm. Yeah. Yeah. Thì lúc đó là mình đã quen cái effect rồi. Tối đó anh mượn. Anh mượn mà đó không có tiền mua. Yeah. Đâu. Mượn. Rồi anh diễn thì lấy lại tên tuổi, tiếng tăm. Không, cái bản gì cái gì mà tự tin. Nếu mình hồi sinh à, tự dạ. tin tự tin dạ sự tự tin hơn tại dạ. vì diễn đêm đó người ta vỗ tài dạ tại vì mình về cái chỗ nhỏ mà dạ cũng như là thành phố này dạ mà em rất là tò mò lúc trước hồi xưa anh có đẹp trai như giờ không ta anh. Ồ. Có hồi xưa cũng ống loe tóc dài rồi em ơi bây giờ nếu mà em coi cái hình á anh không nhớ là bữa anh cái đêm nhạc anh ở đây đang tham dạ dạ nó ơi đó dạ em có để một tấm hình đó em dạ. nhìn em biết rồi đó em sẽ đưa lại cho quý vị em xem. Quý dạ. vị sẽ việc sẽ đưa lại quý vị coi cái tấm hình đó để mà lấy close up đó, dạ, lấy gần đó, dạ. quý vị thấy. Vui hồng thương ấy,
từ mai chuyện ấu thơ đã đi qua rồi để lại trong tôi. Kỷ niệm trong tôi đã phai mờ, giờ em bước đi theo trong giờ nó khác hoàn toàn. À. Hồi xưa anh rất là ốm. Dạ. Và đen. Dạ. Ừ. Mà xưa theo tiêu chuẩn ngày xưa là anh đẹp hay sao anh? Hay lạ? Anh nghĩ chắc anh là đẹp thì từ hồi mà trẻ mới sanh tới bây giờ ngồi nói chuyện với em thì cũng phải đẹp đâu. Dạ. Nhưng mà dòm nó ngộ ngộ thôi. Dạ. Dòm kỳ kỳ ha. Ờ, kỳ đó. Nhưng mà lúc mà làm ca nhạc sĩ á, thì thường người ta sẽ cái tiêu chí người ta sẽ chọn những người mà đẹp, trẻ, bắt sân khấu, thì lúc đó anh đánh giá anh như thế nào? Anh cũng xin tâm sự với em và quý vị khán giả như thế này. Ngay từ lúc hồi còn bé, từ lúc đi chơi nhạc đó, bắt đầu chơi nhạc, anh không có để ý tới cái câu mà em hỏi. Anh cứ nghĩ là mình chỉ là nhạc sĩ lên đứng sân khấu đời được rồi. Nhưng sau này có một cái cơ hội đến với anh mà anh sẽ kể em sau này, thì em mới biết là cái vóc dáng và cái ngoại hình, cái gương mặt sáng sân khấu nó quan trọng như thế nào. Hồi xưa anh không đi, anh chỉ nghĩ đơn giản là cầm cái đàn đứng đàn vậy là tốt rồi. Quan trọng là mình đàn cho nó tốt, đừng có bị dấp hay là bị sai bài thôi. Nhưng mà anh không nghĩ sau này nó cộng hưởng vô, nó là một cái điểm rất quan trọng. Nó cho người ta so sánh giữa người nhạc sĩ này với người nghệ sĩ kia, đúng như ca sĩ này tại sao là lại khán giả người ta thích ái mộ hơn ca sĩ đó khác. Dạ. Những cái đó anh sẽ chia sẻ với em sau này. Dạ. Và kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ lướt sóng qua giai đoạn mà anh Tài tham gia vô ban nhạc Lướt Sóng để cùng đến với lại những thời kỳ sau trong cuộc đời của anh Chí Tài, khi anh Tài gặp người bạn đời của mình, ca sĩ Phương Loan, khi anh Tài tham gia vào Chí Tài Father Band, khi anh Tài tham gia vào sinh hoạt văn nghệ tại hải ngoại trong các trung tâm ca nhạc rất đình đám, và sẽ rất rất là nhiều những bí mật nữa sẽ được anh Tài bật mí trong những số sau của Chí Tài Lên Mây. Xin chào quý vị. Tuổi hồng thơ ngây, từ bao trường âu thơ đã đi qua rồi, để lại trong tôi một đôi buồn đau. Lặng thầm tôi dành cho em, xưa chúng ta chung trường cùng nhau biết hoa bước hẹn, mà nay bỗng dưng em lại bỏ quên hoa, quên đi tình tôi. Em vội ra đi không ra từ vẫn trôi dần qua, vội chờ tin em. Khi biết tin em rồi, lòng tôi vẫn sẽ thắt lại, và khi tiếng chuông giao gần chợt đánh ngã, sẽ hoa dừng lại. Là cô du mặc áo hồng say quay bước đi bên trong mình tôi đơn côi. Tôi hồng thơ ngây từ mai trường âu thơ đã đi qua rồi để lại trong tôi. Trong tôi đã phai mờ, giờ em.